anh hai không phải bị thương sao? Kiều à, thực ra tụi anh muốn em tới, nhưng mà em đừng giận anh nha. Mọi người muốn gì? Kiều à, anh đã mua vé máy bay rồi. Ba anh em chúng ta cùng qua Thái Lan đi. Một năm đôi ba tháng mới về được không? Không được. Vậy thì em đừng trách anh không khách sáo với em. Dư thôi. Ê, tính sao đây hả? Mau gọi cho Kiên đi. Lúc nãy anh tôi tới bắt tôi, có phải anh kêu không? Tôi là thầy của cô, tôi có trách nhiệm canh chừng cô, không cho cô đi lạc hướng. Anh lòng dạ bất chính, không có tư cách quản tôi. Chú Vinh Kiều, hôm nay cho dù tan xương nát thịt, tôi cũng phải bắt cô học luân tiết này. Tâm thể con người vốn không bất minh, nhi khí cô vật tế, thiên hữu bất hôn, phi học vấn tư biện, dĩ minh thiên hạ chi lý, tắc thiện ác chi cơ, chân võng chi biện, bất năng tự giác, nhậm tình tự ý, kỳ hại hữu bất khả thắng, ngôn giả hỷ. Đừng nói nữa. Hey! Hữu tâm di ác, dị chi ác, vô tâm di ác, dị chi quá. Ai mà không có lỗi? Lỗi nhưng biết sửa, còn gì sánh bằng. Anh im đi. Doanh Kiều, quay đầu là bờ, đừng tiếp tục sai phạm nữa. Anh không sợ chết sao? Cô còn nhớ câu thơ mà Doanh Phong gửi cho cô không? Thạch thú vô chân nhiêm, kiêu hoa khí tự hào. Nếu cô còn cứng đầu cố chấp, tự buông thả mình, cô làm sao ăn nói danh của cô? Làm sao ăn nói với Edith? Cuộc đời không ngại chấp nhận thất bại, sợ nhất là bỏ cuộc. Chúng tôi đã tìm được lối vào kho báu rồi. Doanh Kiều, quay về bên cạnh chúng tôi, chúng ta cùng hoàn thành tâm nguyện của anh cô đi, được không? Đúng là có nhiều miếng dáng ở đây nè. Nè mọi người cẩn thận một chút, tháo nó ra đi. Trên miếng gỗ có viết chữ tủ nè. Quy mã tỉnh thời là cái gì vậy? Trên miếng dán có ghi chữ dĩ thời tỉnh di lực tử, một phi thưởng qua quy khứ mãi như. Vì vậy tức là sao hả? Đưa cho tôi coi. Tôi biết rồi, hình tứ giác này á là dùng thơ trùng cú, cũng tức là thơ điệp từ, sử dụng 14 chữ để mà tạo thành 4 câu thất ngôn tuyệt thi. Không hiểu. Tức là trong sự tuần hoàn này, bắt đầu đọc từ những chữ khác nhau sẽ đọc thành 4 câu thơ. Thượng hoa quy khứ mã như phi, khứ mã như phi tử lực di tỉnh thời dĩ mộ, tỉnh thời dĩ mộ thượng hoa quy. Hoàn toàn chính xác. Tôi hiểu rồi, có nghĩa là dựa theo thứ tự của 14 chữ này rồi xếp lại đống gỗ này, có lẽ sẽ xếp được cái gì đó. Ý, xếp hình tôi giỏi lắm đó, hay để tôi làm thử. Nhớ dựa theo thứ tự nha. Thượng hoa quy khứ mã như phi, lấy ba chữ đầu thưởng qua quy đó trước đi. Xong rồi.
âm nhạc là chìa khóa để mở, và cái này có lẽ là chìa khóa của lối vào. Sư phụ, tụi con có phát hiện mới. Đặt chìa khóa lập phương này vào đây, có lẽ sẽ có thể mở được. Nhỏ xíu vậy, chỉ có cục đó treo trên này, tức là sao? Nói một cách nghiêm túc, miếng này có lẽ là một miếng đồng. Sao vậy, sao vậy? Không mở được cánh cửa. Sao có cát giải xuống vậy? Cát chảy như vậy, chớp mắt sẽ chứa đầy căn phòng này ngay. Toàn bộ chỗ này đều là tường đặc ruột, không thể thoát được. Vậy chúng ta chết chắc rồi. Lớn, câu này của nè. Sao cái gì? Ôi, đẹp quá. Sau này lớn hơn, sau này nè. Phải. Đẹp quá. Đi nè ba, mau lên tìm cách đi. Thì đang tìm đấy nè. Hoa, lá, củ sen, long, phụng, con dơi. Sao hả, có phải nghĩ ra gì không? Nè, nhìn lên đi, làm ơn, tôi sắp nhạt thở rồi. Nè, Kiều à. Kiều à. Kiều à. Mọi người đang ở đâu vậy? Kiều, mọi người đang ở đâu? Đi, mau đi tìm họ đi. Cái này có màu khác nhau, chắc chắn có nguyên do. Ê khoan đã, cát có màu khác nhau, có lẽ là đặt vào những cái chén hình dạng khác nhau. Chúng ta cần phải đặt thế nào? Bình trung thái, mãn thủy, tu tẩu, thanh diệp, hồng hoa, bạch liên, ngẫu,
Nè, hai câu ám hiệu này á là do ba thế lực phản Thanh lớn ở triều Thanh, đó là Thanh Bang, Hồng Môn và Bạch Liên giáo. Thanh Diệp, Hồng Hoa, Bạch Liên Ngẫu. Màu trắng để lên củ sen, các màu đỏ để lên hoa, còn màu xanh để lên lá. Màu trắng để lên củ sen đi.